giới thiệu ngày hội đoàn thanh niên với Internet. Bà con và các bạn thân mến, vào ngày 28 tháng 4 tới đây, tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, sẽ diễn ra sự kiện Internet với thanh niên. Tham gia sự kiện Internet với thanh niên, các bạn thanh niên và học sinh sẽ có cơ hội được trải nghiệm những ứng dụng thực tế trên máy tính và Internet. Để hiểu rõ hơn, máy tính và Internet có thể mang lại những điều bổ ích và lý thú như thế nào cho tinh thần của các bạn. Đây là sự kiện khuôn khổ dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam do Nguyễn Tiêu và Energy Gate tài trợ. Kể từ khi Internet xuất hiện tại Việt Nam cách đây hơn 15 năm, đến nay Internet đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong đời sống xã hội. Rất dễ có thể nhận thấy lợi ích của Internet mang đến cho xã hội. Internet giúp các cơ quan nhà nước thực hiện công tác quản lý hiệu quả hơn, giúp các doanh nghiệp tìm kiếm những hình thức kinh doanh, những cơ hội kinh doanh mới.